Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Tụi mình là YK Adventure. Thì hôm nay á, mình sẽ giới thiệu với mọi người là cái vườn hoa quả nhỏ của mình ở phía trước nhà. Thì đầu tiên đây là cây hồng. Cây hồng này tụi mình mới trồng có được một năm đầu tiên thôi. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cận cảnh cái cây hồng nha. Đây, mình cho mọi người xem cái cây hồng hai vợ chồng mình mới trồng năm nay này. Đó. Trồng năm đầu tiên luôn. Đó. Cây như thế này mà thấy nó ra quả sướng không? Quả quá trời bự luôn. Trong một năm đầu tiên là đã được có hồng ăn đấy nha mọi người. Nhưng phải thích không? Đấy, nguyên cây này tính để khoảng 20 trái thôi. Chứ không dám để nhiều, sợ cây nó mất sức đây. Quả nó rung hết hoặc là nó đực lớn đấy. Đó, nhìn là thích quá chừng luôn. Mà năm đầu tiên, đấy, thì cây này là tụi mình mua ở cái chỗ của một cô chú chuyên bán về cây ăn trái Việt Nam. Đó thì có gì mình sẽ để lại cái link, cái địa chỉ trên Facebook của cô chú đấy. Thì mọi người mà muốn mua thì vào để xem mình liên hệ với cô chú nhá. Tại cô chú đấy rất là nhiệt tình, bán cây thì cây rất là tốt, về không cần phải chăm sóc nhiều đâu. Nhưng mà mọi người xem này, trải qua chừng luôn. Đó, nhìn thích lắm. Người ta trồng cây hồng chệt lên chệt xuống ấy, mà mình may mắn là mua được cây này trong cái năm đầu tiên có quả ăn luôn. Đó, mọi người nhìn thấy thích không? Quả lớn lắm, quả như thế này thì không biết được mấy tháng nữa sẽ được ăn đây. Rồi bây giờ giới thiệu thêm cho mọi người cái quất của nhà mình nhá. Hiện tại thì mình đang ra rất là nhiều trái. Có mấy trái chín đi hôm trước tụi mình vặt ăn mất rồi. Nhưng mà trái trên cây thì ra chịu chích luôn, ra nhiều lắm. Mà nó còn ra to này nha mọi người. Là cây này là mình cùng mua ở cái chỗ cô chủ bán cây luôn. Nhìn thích không? Cây cái dạng rất là đẹp, nhìn um tùm thích lắm. Đó, quả này, hoa trời này. Tụi mình hay ăn cây quất này, quả quất này. Cho nên là trong một cây này lúc nào làm đồ chấm gì nhỉ? Đi ra cắt vào là phá, rất là thơm. Mà quất ở Úc thì bán cùng thuộc dạng là mắc. Đó, để mọi người coi này, cái quả nhỏ nó đang ra này. Thì cầm cái này này, quả to ra xong rồi tới quả nhỏ, nó cứ ra liên tục mọi người ạ. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xem một cái cây ổi nhá. Cây ổi này vợ mình rất là thích. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là cây ổi của vợ chồng mình. Cây ổi này là cây ổi đỏ nhá. Nó đang ra quả đó. Đây là hoa này. Xong rồi có mấy cái quả nhỏ này. Đây, quả này thì mấy tháng nữa sẽ được ăn. Đây, cái này chuẩn bị nở hoa này. Đó, hoa nở này. Mọi người thấy không? Thấy đẹp không? Đấy. Rồi sẽ có quả ổi này, để mình quay xem này. Đấy, những quả ổi thích không? Đây có một quả nữa này. Wow, siêu thích luôn. Đây này, thì cái ổi này nó to lắm. Cái ổi này là nó cao hơn cả mình đấy. Cái này chắc phải 2 mét đấy. Đây, để mình vào cho mọi người xem nó cao như thế nào nhá. Đây, mọi người thấy cái ổi này là vĩ đại không? Bự qua chừng luôn. Mọi người thấy không? Thấy thích không? Cây bự qua chừng luôn, quả quá trời. Thì đó, cái này rất là bự cho nên lúc mình trong xuống đất rất là mệt. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người xem thêm cây xoài nhá. Cái này là cây xoài tái này.
tụi mình xuống đất năm đầu tiên. Đây qua bên này này, em qua bên này cho mọi người xem này. Đây, mọi người thấy mấy cái quả nhỏ nó mới đầu không? Thì năm nay là năm đầu tiên tụi mình trồng, cho nên là cũng không nghĩ là nó sẽ lớn thêm đâu. Một hồi nữa nó sẽ rụng đấy, nhưng mà nó ra quả nhỏ như thế này là vui lắm rồi. Đó, là chứng tỏ cây nó cũng sống được, cây nó cũng phát triển. Chắc là mong cỡ 1-2 năm nữa thì có quả ăn. Chứ năm nay cũng không hy vọng nhiều. Đó, nhưng mà nhìn như thế này là vui lắm rồi mọi người ạ. Tại ở Melbourne cũng phải là muốn trồng xoài là trồng được đâu, phải chăm sóc rất là kỹ. Nhưng mà tại vì tụi mình thích á, rồi vợ mình bảo là trong cái xoài này thì lâu lâu có thể lấy mấy cái lá non để làm salad được, cho nên là ok, trồng cho vui. Đấy, mọi người thấy thích không? Rồi bây giờ xin giới thiệu với mọi người thêm một cây nữa, đó là cây sinh thái á, sinh giấy, mà cây này là thuộc dạng cây giống lùn đó. Thì tụi mình lúc mà kiếm mua thì tụi mình chỉ muốn trồng cái cây giống lùn thôi, để nó ra thấp cho nhìn cho nó đẹp, chứ không muốn cây to đó. Thì cây này á, lúc mua về á, tính nó nhiều nước mà chua lắm, thích lắm đó. Thì bây giờ nó đang ra cái nửa mới, nửa cũ để ăn hết rồi đó, nhưng mà ra rất là nhiều, cây nhỏ xíu à mà ra rất là nhiều, nhìn rất là thích đó. Vợ mình thì hay nấu ăn, mà mình thì cũng thích uống nước chanh đó, cho nên là trong cái cây này thì rất là hợp lý. Tụi mình thì đang nghĩ là muốn mua thêm một cái cây nữa để mà trồng thêm đó. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu mọi người thấy hay thì like, comment và subscribe cho channel của mình với nha. Xin cảm ơn mọi người nhiều và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.